Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi Roblox này các bạn ơi. Mà Happy chơi Roblox gọi là thời gian nha. Nên bây giờ Happy phải chạy thôi các bạn ơi. Đó, thời gian của Happy là 2 phút. Đừng qua màn tiếp theo nữa đó. Oh my god, cái đường này hơi khó các bạn ơi. Hí, trời ơi, khó lắm nè. Sao mà làm toàn cái cục nhỏ xíu không các bạn ơi. Hí. Ok, ok, lên được rồi các bạn ơi. Hí. Hí. Oh my god. Oh my god. Hí, chị lên. Xong. Có mấy bạn xếp hạng nữa nè. Không phải là cái bảng mà gọi là cái cây như thế này. Coi ai đi nhất. Oh my god, có bạn đi nhất rồi. Oh, cái cây giữa. No, trời ơi. Tức thiệt chứ các bạn ơi. Có bạn còn bị cháy ở trên đầu nữa luôn các bạn ơi. Ghê quá. Rồi xong, còn 2 phút. Trời ơi, hên. Cái bạn này bắt cua lên đây á hả? Bắt cua đó chi cho nó khó. Oh my god, nhanh lên. Chạy thôi. Hít. Còn mấy thời gian nữa rồi, sao luôn, mọi người phải đi lại từ map khác nữa. Tại vì có người đến đất rồi nên chúng ta không có thể gọi là bắt cua được. Nhưng có bạn nào mà lên đất rồi đó, mình không có bắt được các bạn ơi. Ơi, trời ơi, không có được đụng vô cái tia laser màu xanh các bạn ơi. Trời ơi, đụng vô là bay màu. Mấy bạn này show Happy đến nỗi mà Happy kẹt vô cái kẹt luôn. Trời ơi, có bạn đứng đằng sau nữa kìa, ghê quá. Hey, cái này bắt sao? Oh my god, bên đây mới đúng. Trời ơi, tức gì chưa các bạn ơi. Sao không có chỗ chơi bòn? Cố lên bạn ơi. Tụi mình sẽ đi bắt lại từ đầu. Tức là qua mắt khác á. Qua mắt mình màn khác. Yeah. Ok, cuối cùng cũng lên. Ghê chưa, ghê chưa. Oh my god, qua màn khác nữa. Trời, có bạn còn cười nữa chứ. Thấy, chúng ta không nên đi chung đâu. Nên bây giờ Happy sẽ đi riêng nha. Thấy, trời ơi, mấy bạn này đi chen quá, đừng đứng nhất á các bạn. Đứng nhất, ui, trời ơi. Có bạn chơi kiểu gì mà đứng nhất luôn. Bạn nó bay à. Có bạn còn chân hát bay nữa các bạn ơi. Thấy, lên cao quá trời luôn. Chơi gì chơi kỳ lắm luôn á. Thì nên bây giờ Happy sẽ bay qua đây. Ủa lộn, Happy không có bay được. Thấy, Happy sẽ phóng qua đây. Lên. Hey. Hey. Cố lên bạn ơi. Oh my god. Ok, Happy hiểu rồi. Mình phải nhảy lên được cái cục này nè. Ủa, các bạn nhảy lên được cái cục đó rồi. Hít. Oh, ok. Oh my god, Happy thấy rất là xa luôn các bạn ơi. Hít. Trời ơi, té rồi. Yeah. Có bạn đứng ngay đây nè, hơi bị đả luôn á, là biết sao không? Được đi nhấp luôn á. Ở đây là không có được nhảy luôn. Hít, nên bây giờ Happy phải đi. Trời ơi, các bạn có thấy gì không? Các bạn còn đánh đít nhanh hơn Happy nữa kìa. Cái cửa gì đây? Cửa gì vậy? À, cái cửa này là qua màn khác nha bạn ơi. Trời ơi, nhìn đây như khu rừng, nhìn ghê quá bạn ơi. Trời ơi, đi, không đi đường này mà đi đường này. Trời ơi. Hí. Hí. Ông hay chưa. Ở cái này nhảy sao? Ok. Hí. Happy không biết nhảy đường nào luôn. Nói chung là Happy bắt đại không? Bắt đại cũng đứng đường nữa chứ. Trời ơi. Ta. Hí. Trời nước tức. Nếu như mà đã biến mất á thì mình sẽ té nha bạn. Trời ơi. Chí. Nói chung là cái này nó rất là khó luôn á. Nhảy lên. Xong, Happy phải đợi cho nó hiển thị màu lên. Các bạn này hay thì chứ. Hên các bạn ơi. Ôi, Happy muốn bắt đường khác. Ơi, đó hay chưa, nó không cho Happy bắt. Nó hiện nhanh lắm, không có ai mà qua được cái màn đó nữa luôn á. Nó hơi bị khó. Trời ơi, kẹt đầu hoài. Chứ ức chế chứ các bạn ơi. Rất là tức. Tức mà không kiềm chế nổi luôn. Mà không sao hết.
Đó đó đó, chưa kịp nói nữa đó, đó. Chưa kịp nói nữa là mến té rồi đó. Trời ơi, tức thiệt chứ. Hồi nãy Happy lên tới cái này luôn rồi này, các bạn thấy hay chưa? Mà Happy làm sao mà bay luôn, không phải Happy tới màn này. Trời ơi, sắp hết thời gian rồi. Mặc dù cái này khó nhưng mà chơi rất là vui luôn á các bạn ơi. Mà rất là tức, không có chỗ chết bao anh luôn á. Hít, một giây xong qua mắt khác liền luôn. Thôi, còn 9 phút để bắt. Trời ơi, cái gì vậy? Kỳ quá à. Thôi Happy qua màn khác. Ok, do cánh cửa xong Happy đã qua mắt khác dễ hơn nữa. Cái map này cực kỳ là dễ luôn nha bạn, không hề khó hiểu. Bây giờ Happy phải ráng mắt ra cái này thôi. Hí. Ok, nổi lên chơi. Tức quá, mới là vào không, chưa có lên đây nữa. Mà mấy bạn này cũng vậy. Nhóm giỡn không. Trời ơi, toàn mấy người gà bắt không à. Đứng đúng màn đầu luôn các bạn ơi. Rồi xong, 5, 4, 3, 2, 1 là hết thời gian. Bùm, hết thời gian. Rồi xong, cay quá. Các bạn còn bị cay quá nữa. Có chơi có chịu thôi chứ sao giờ. Hí. Ây da. Ok, xong cuối cùng cũng qua mạng khác rồi các bạn ơi, vui quá. Nhưng mà vui gỡ nào cũng phải té thôi các bạn ơi. Cũng té thôi. Chứ đừng có mà vui giỏi, vui sớm nha. Ê, thấy chưa, vừa mới nói xong luôn. Trời ơi, nó tức. Tức quá. Không sao. Không sao, chú phù hộ em. Cố lên bạn ơi. Ý. Quanh đây. Giống như là cái khúc nào mà nó có miếng chặt như này. Không sao hết. Cái gì ở đây, cái miếng nó có chỗ checkpoint ha. Mà thôi, này dễ như dòng xoáy vô cực thôi. Té thì quay lại từ đầu bắt thôi chứ có gì đâu. Mà phải buồn. Hên chưa các bạn ơi? Té bị hên chưa? Ui, tấm nạc xanh lá. Bờ. Trời ơi, rớt hoài luôn. Ơi mà không sao, còn thời gian để Happy bắt tới đó. Ê mà tính ra nó tự tăng thời gian nhanh lên quá bạn. Trời ơi, cái khúc này cực dễ luôn. Bạn nào bắt không được chứ. Chắc khó hiểu lắm nè. Không sao hết, đừng có bắt xuống dưới đây, bắt xuống dưới đó là phải bắt xuống từ đầu. Ồ, có bạn té rồi kìa. Happy bắt mà Happy không dám nói chuyện luôn. Cố lên, thấy chứ. Ok, tới màn rồi, lên màn tiếp theo rồi. Ok. Ai khó hiểu lắm mới chơi được cái màn này ha. Oh my god, như vậy mà cũng bắt. Trúng cái đầu mà em té. Trời ơi. Ok, lên. Oh my god. Hên chưa? Ui, mém té. Oh my god. Phải cố gắng lên các bạn ơi, cố gắng. Các bạn muốn coi Happy không? Happy đang ở màu gì ta? Sắp tới đó rồi, cố lên. Không sao cả. Không sao. Trời ơi, bắt cua lại từ đầu luôn. Trời ơi, tức thiệt chứ. Ui, sắp tới đất luôn rồi đó. Mới tới ngoài này luôn rồi. Cua là trời. Cay quá. Cay thì chứ. Ai làm ra cái trò này chứ. Có người làm ra cái trò này mà chơi được chắc Happy năn nỉ luôn á. Hí. Trời ơi, hồi nãy tới đít luôn rồi. Bắt tới đít luôn rồi mà té nó mới cay chứ. Ai mà bị té chắc Happy chắc cay lắm ha.
Các bạn nhìn Happy té, bạn đâu cay đâu. Tới lúc mà các bạn bắt, các bạn mới thấy cay đó. Còn 2 phút nữa, rồi xong, còn đúng 1 phút. Hí, 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 hí. Ui, cố lên bạn ơi. Ai mà bắt được cái này chắc khó hiểu lắm. Đó, 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 sắp hết thời gian rồi đó. Đó, 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 trời ơi, ăn cay hi. Vậy mấy cây đó bạn ơi. Trời ơi. Oh my god, té luôn. Phải qua bên cái cây này nè mới không bị té. Mình phải bắt kịp qua bên đây nè. Hít. Đó, 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 gì này nè mới đúng. Ê, trời ơi. Trời ơi, tới đến luôn rồi. Ủa, không phải tới đít mà tới cái này luôn rồi mà té. Hít. Đi cái đường này hơi bị chậm luôn á. Thà, hơi bị thà đi cái đường này. Mà thôi, đi đường nào cũng được. Hít. Trời ơi. Trời ơi. Ơi, ơi. Trời. Té luôn em ơi. Trời ơi, Happy rất là cay luôn. Nhưng mà mình vẫn mỉm cười nha. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn thích Happy chơi bắt cua nữa thì hãy nhớ like và share cho Happy có động lực nha. Chứ nãy giờ Happy bắt cứ bị té hoài. Trời ơi, rất là cay luôn á các bạn ơi. Và nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy like và share cho Happy có động lực nha. Giờ thì bye bye các bạn nha. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.